Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Và hôm nay em lại tiếp tục phát hiện ra một bí mật động trời nữa rồi quý vị ơi. Đúng là một sự thật, em phải nói với mọi người là rất là quan trọng trong video ngày hôm nay. Nên là em muốn nói với tất cả quý vị và các bạn rằng ấy, là cái việc 13 triệu trong két sắt anh Tuấn đã nói, nó lại trùng hợp với việc bà Năm nói là mua cặp bình 13 triệu. Quý vị có nghe không? Có nghĩa là bà Năm nói rằng á, là lúc đó là đúng lúc cái bình trên xà lan của anh Tuấn á, sắp hư nha. Cặp bình trên xà lan của anh Tuấn và chị Hà sắp hư, thì anh Tuấn mới đi mua, có nghĩa là gọi cho một cái người bán bình đem đến, là trị giá cặp bình đó là 13 triệu. Và nó lại vô tình, nó lại trùng khớp với những cái gì mà anh Tuấn nói là chỉ có 13 triệu trong két sắt. Vậy thì em hỏi mọi người, có phải là cái số tiền trong két sắt đó được nói 13 triệu không phải là số tiền đó để làm gì, mà để có cái lý do ấy là anh Tuấn đi mua bình đó? Mọi người có thấy có điều gì lạ không? Tại sao trong két sắt chỉ có đúng 13 triệu mà nó lại không phải là 14 triệu? Mà dì Năm thì lại nói á, cái cặp bình đó mua 13 triệu, nó không trả phải 12 triệu. Vậy là cái sự việc này đã được sắp xếp, đã được thống nhất thì mới có con số 13 triệu này. Em sẽ cho mọi người nghe cái dẫn chứng một chút. À, rồi dì Năm cũng hỏi thêm một cái vấn đề nữa, là dì có nghe anh Tuấn nói đi mua cặp bình mới về để thắp sáng để kiếm chị Hà không dì Năm? Có. Vâng, vậy thì 3-4 ngày sau là nó điện người ta mua bình, giờ dì Năm la nói mày đương không có tiền mà mua bình chi. Cái nó mới nói dì Năm ơi, hai cái bình trong xà lan của con sắp hư rồi con. Hai cái bình trên xà lan của anh có sắp hư ấy, thì một tháng sau anh thay cũng không sao. Tại sao lúc cái xác của vợ anh mới chìm xuống, vợ anh mới nhảy sông, mà anh lại nói là anh phải quan trọng hơn là cái bình sắp hư nhá, cái bình xài lên xà lan sắp hư, anh phải đi mua cặp bình mới về để anh thay. Đó, quý vị thấy lạ không? Mua đằng con đi xuống xuồng, con bơi, con kêu người ta chạy đem bình mới xuống đằng pha đèn đằng kiếm, để có khi tắt vô lục bình rồi kiếm vợ con không gặp. À, hóa ra anh Tuấn nói két sắt có 13 triệu là để trùng khớp với cặp bình, mua cặp bình này về thắp sáng. Đó, quý vị thấy ghê không? Thực ra anh Tuấn nói 13 triệu này là để có tiền để mua cặp bình ắc quy. Đó, chứ không phải là chị Hà có để dư 13 triệu đâu. Vậy chứng tỏ là cái lời nói này của dì Năm với anh Tuấn đã được sắp xếp và được sắp đặt và được thống nhất cái lời khai này rồi, đúng không quý vị? Đây, còn em sẽ cho mọi người nghe cái thêm một cái bằng chứng nữa là mà gì đó. Con hỏi lại dì một lần nữa là dì khẳng định với con là anh Tuấn mở két sắt là không có gì đúng không ạ? Đúng, không có. Dạ, vâng, tại vì... Bà bảo đảm với con là trong két sắt không có tiền vàng hết, chỉ có 13 triệu đặng đi xuống dưới. Đó, thấy chưa? Khẳng định với con là trong két sắt không có tiền vàng gì hết á. Vậy thì em hỏi mọi người, dì Năm lấy cái gì mà khẳng định? Nếu như dì Năm không ở đó, tại sao dì dám khẳng định trong két sắt không có tiền vàng? Đúng không quý vị? Dì Năm nói là dì Năm dám khẳng định là trong két sắt không có tiền vàng, chỉ có 13 triệu. Đó, anh Tuấn cũng khẳng định rằng trong két sắt chỉ có 13 triệu. Và dì Năm lại nói cặp bình đó mua 13 triệu. Vậy là hết. Đó, quý vị thấy chưa? Khớp không quý vị? Nó khớp còn hơn là cái, nó còn hơn là một cái gọi là một cái tờ để photo ra nữa. Nó hơn hai giọt nước nữa quý vị. Đặng trả tiền chi phí không gian đồ á, giữ cho ta đó, chứ không có tiền bạc hết trơn á. Nhưng mà dì ơi, mua cái nhà có một năm mà. Nhưng mà dì ơi, dì cho con hỏi là lúc mà anh Tuấn anh mở két sắt thì làm gì có gì ở đấy, làm sao mà dì biết là nó không có vàng có tiền ở trong đấy ạ? À? Dì không biết, tại vì vợ chồng nó đi là không có đem đồ theo. Dạ. Thằng Hà nó có nói ăn trộm, có coi nhìn nhà nó nữa, nói với dì Năm á. Dạ. Nhưng mà nó về tới là nhà nó không có để cái gì trong nhà. Đúng là chị Hà không có để cái gì trong nhà, nên là chị Hà mới mua két sắt bỏ trên xà lan, đúng không? Thì chị Hà bắt đầu mới bỏ vàng vòng ở trong đó. Em nói với mọi người nha, khi mà chị Hà nổi lên chỉ có một sợi dây chuyền rất nhỏ và mỏng kèm theo nha, chỉ có một sợi dây chuyền nhỏ và mỏng nha, với lại là ở đây là không có bộ xi men lắc tay. Đó, vậy thì em hỏi mọi người cái bộ đấy ở đâu?
Trong khi đi xà lan đồ là về 5 độ nha, cái này là về 5 độ nói với con thôi. Mẹ của thằng Tuấn hồi đó cho con Hà đậu bông hồng tròn với 5 cây vàng. Đó là độ về 5 độ nó đi đâu là nó gửi mẹ nó không chứ đâu có đem theo nhiều. À bây giờ gì năm lại đổ qua cho bên mẹ ruột của chị Hà, là đang cầm cái số vàng đó của chị Hà. Đó quý vị thấy mưu mô chưa? Bây giờ gì năm lại đổ qua cho bên mẹ ruột, là bây giờ cái số vàng đó đấy đang nằm ở nhà mẹ ruột. Thì em hỏi mọi người, nếu nằm ở nhà mẹ ruột thì mẹ chị Hà làm gì phải đi làm đơn tố cáo để làm cái gì, đúng chưa? Vậy thì em hỏi mọi người, tại sao trong cái sắp chỉ có 13 triệu? Đó, đây đã là cái điều chúng ta thắc mắc là phải có vài tỷ nha, chúng ta không có gì để nói nha. Nhưng mà 13 triệu đó đúng với cái tiền mà mua bình ắc quy. Thế em hỏi mọi người, đang không có tiền, két sắt có đúng 13 triệu mà tiền kiếm xác vợ mình thì không có, mà lúc đó thì chạy hàng cái gì đâu quý vị? Mình vợ mình mất, mình đang buồn, mình lo cái chuyện cái gì mà thay bình ắc quy. Nếu như anh Tuấn mà nói rằng ấy, cặp bình ắc quy sắp hư mà anh Tuấn phải thay lúc đó bằng 13 triệu thì chứng tỏ cái bình ắc quy đó nó quan trọng hơn cái xác của vợ anh. Bởi vì em nói mọi người, nếu như chúng ta thực sự ấy mà vợ nhảy sông ấy, thì em nói mọi người ăn còn không muốn ăn, chứ đừng nói là cặp bình sắp hư. Nhưng mà em không hiểu vì sao mà dì Năm thì nói là cặp bình đó mua 13 triệu, anh Tuấn thì lại nói là két sắt có đúng 13 triệu. Mà bây giờ dì Năm lại độ rằng là trong két sắt nó không có tiền vàng gì hết á, nó chỉ có 13 triệu à? Đó, mọi người thấy chưa? Vậy thì em hỏi mọi người, cái cặp bình đó 13 triệu thì có phải là mua cặp bình là anh Tuấn hết tiền không? Tại sao anh Tuấn lại phải khai 13 triệu? Bởi vì khai 14 triệu thì nó còn dư 1 triệu, mà khai 12 triệu thì nó lại thiếu 1 triệu. Bắt buộc phải khai 13 triệu để rằng là cái lúc cái bà đi giao bình ấy là 13 triệu cho nó khớp. Chứ không có lúc đấy bảo là thằng Tuấn nó làm gì có tiền. Đúng chưa? Thì thằng Tuấn nó phá két sắt, nó có 13 triệu, nó mua cặp bình hết rồi. Đó. Thực sự em nói mọi người là tính toán hết rồi. Có thể cái lời khai 13 triệu này đã được tính toán trước. Chứ em nói mọi người là cặp bình 13 triệu mà anh Tuấn dám đầu tư cái lúc mà xác vợ mình chưa được tìm thấy, thì mọi người nghĩ xem là có cái điều gì hay không? Chứ em nói với tất cả mọi người là cặp bình ắc quy đó là anh Tuấn mua trong lúc chị Hà chưa được tìm thấy. Có hư như vậy là mua được, còn có gì mình để mình hư hai cái bình kia hư mình lấy hai bình vô mình xài. Hai cái bình mười mấy triệu đâu phải rẻ đâu con, mà trong khi không có tiền. Không có tiền hả? Cái sắt có 13 triệu mà sao không có tiền? À, hóa ra là anh Tuấn không có tiền. Nhưng mà đúng lúc đó anh Tuấn phá cái sắt có 13 triệu, thế là mới lấy 13 triệu để đi mua bình. Vậy thì em hỏi mọi người là có cái sự sắp xếp gì ở đây hay không? Mà cái số két sắt, tiền trong két sắt đó mà nó có đúng 13 triệu, mà theo lời dì Năm nói là chị Hà là không dám để tiền vàng ở nhà. Đó, sợ mất, nên là chị Hà mới mua cái két sắt đó để bỏ những cái giấy tờ tiền vàng quan trọng trên xà lan. Thì em hỏi mọi người là bây giờ cái trên xà lan mà có két sắt thì có phải là an toàn quá không? Đúng không? Bây giờ dù có cướp bóc gì đó thì két sắt nó mở sao được? Thì em nói với mọi người là tiền vàng để trong đó hết. Rồi bây giờ khi anh Tuấn mở ra có đúng 13 triệu mà dì Năm không có ở đó, mà dì Năm nói là dượng 10 với anh Tuấn ấy, là cưa két sắt đó. Đấy, bây giờ em mới nói với tất cả mọi người nha, là cái két sắt này nó chứa cái gì đó rất quan trọng. Bởi vì là lời khai 13 triệu nó khớp với số tiền mua bình. Mà tại sao lại phải nói là 13 triệu để mua bình 13 triệu mà lại không phải có số nào khác? Thì em mới đang thắc mắc cái điểm này. À, là cái lúc đó là anh Tuấn đi mua hai cái bình 17 triệu à dì Năm? Đúng rồi, mà 4 năm ngày sau mới mua, đúng không? À, dì Năm lại vẫn cố nói là 4 năm ngày sau mới mua, chứ không phải mua ngay ngày đó. À, vậy thì em hỏi mọi người là kể cả 4 năm ngày sau mới mua, nhưng mà anh Tuấn đã lỡ lấy hai cái bình cũ á, đó đi vứt xuống sông rồi. Đúng chưa? Bây giờ mà không mua cặp bình mới về á, thì lấy cái gì mà để thắp sáng cái xà lan đây? Đúng không? Bây giờ không có đèn, bởi vì cái bình nó lấy ra rồi. Bây giờ trên xà lan ấy, em nói mọi người nha, ví dụ nha, trên xà lan có 4 cái bình ắc quy, thì hai cái bình câu riêng cho đề máy nha, máy là riêng hai cặp bình, bởi vì là phải đảm bảo để khởi động máy. Còn hai cái bình để thắp sáng thì anh Tuấn lấy ngay cái bình thắp sáng đi vứt xuống sông rồi, thì bình ở đâu mà thắp sáng để soi chị Hà đây? Thế là bắt buộc mới phải đi mua cặp bình để về để chiếu được cái đèn.
chiếc xà lan cho nó sáng, và thứ hai là để lắp vào chỗ trống. Nhưng mà nếu như đi mua cặp bình mới lúc đó thì người ta sẽ nghi ngờ, ủa thằng Tuấn nó làm gì có tiền. Là anh Tuấn mới khai là trong két sắt có 13 triệu để nó khớp với cái tiền mà trong két sắt đó. Chứ nếu mà anh Tuấn mà không lấy cặp bình nó đi thì anh Tuấn nó trong két sắt là không có đồng nào hết á, đúng không quý vị? Đó, nếu như mà anh Tuấn có mua bình ắc quy thì anh Tuấn nó sẽ nói là trong két sắt không có tiền, không có một đồng. Quý vị có tin không? Thì anh Tuấn nói thì phải tin chứ sao, đúng không? Nếu như anh Tuấn không mua bình ắc quy đó thì anh Tuấn sẽ nói là trong két sắt không có một đồng nào hết, không có gì hết á, két sắt không có một cái gì luôn. Mọi người tin không? Phải tin, anh Tuấn nói mà phải tin nó chứ làm sao được. Nhưng mà nó lại cặp bình nó sắp hư, lúc đó anh Tuấn đâu có quan tâm gì đến đâu, anh Tuấn phải đi mua cặp bình khác để thế vào đấy. Anh Tuấn nói rất là rõ là lúc đó là anh Tuấn đi mua cặp bình mới về để thắp sáng, để soi đèn, để kiếm xác vợ. Nhưng thực ra ấy, lại là cặp bình đó là để lấp vào chỗ trống. Chứ nếu mà không mua cặp bình đó thì người ta sẽ phát hiện ra ngay, lên xà lan người ta nhìn thấy, ủa xà lan của anh sao lại thiếu hai cái bình, đúng chưa? Mà cái số tiền của anh Tuấn nói là 13 triệu nó lại trùng khớp với những cái gì mà dì Năm nói. Thì em mới đang đặt ra một vấn đề ở đây, liệu rằng cái số tiền này đã được thống nhất như thế nào để có cái lời nói ở đây là nó trùng khớp như vậy. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là trong cái câu chuyện của anh Tuấn xà lan này đến bây giờ chúng ta thấy có rất nhiều những cái điểm mà nghi vấn đến bây giờ vẫn chưa thể giải thích được. Em nói với tất cả mọi người rằng ấy, trong câu chuyện của anh Tuấn và chị Hà này thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Bởi vì chỉ nghe thông tin ở đây là anh Tuấn nói là phá két sắt có một mình, anh cưa két sắt để lấy giấy tờ đi báo công an. Nếu như mà dì Năm không nói là Dượng Mười giúp đỡ anh Tuấn phá két sắt, và cái két sắt đó là do Dượng Mười với anh Tuấn phá, thì chúng ta sẽ không thể nào biết được lại có thêm Dượng Mười giúp sức, đúng chưa? Vậy thì Dượng Mười đã lúc đó như thế nào mà không dám nhận? Dượng Mười đã nói rằng là chỉ có chặt cột dây xuồng thôi. Đó, em nói với tất cả mọi người là Dượng Mười cột dây xuồng giúp anh Tuấn, Dượng Mười phá két sắt giúp anh Tuấn, Dượng Mười thông báo xác nổi lên đúng chỗ chìm, Dượng Mười kè xà lan đi sửa. Thế em hỏi mọi người, Dượng Mười với anh Tuấn là giống như hình với bóng rồi, chứ còn cái gì nữa, đúng không? Tất cả những cái gì quan trọng là Dượng Mười đã làm hết. Vậy thì em hỏi mọi người là trong cái câu chuyện này, đúng không, là 13 triệu đi mua bình này, nó ở đâu ra? Nó ở trong két sắt. Vậy thì em hỏi mọi người là bây giờ chúng ta chỉ có biết được là trong két sắt có 13 triệu, mà dì Năm lại khẳng định rằng là trong két sắt nó không có tiền. Đó, em mới đang nghi ngờ ở đây là có sự thống nhất giữa dì Năm với anh Tuấn và gia đình bên anh Tuấn. Đến ngày hôm nay chúng ta vẫn đã biết rằng là đã trôi qua hơn 3 tháng. Những cái gì chúng ta đang mong muốn là gì? Là công bằng sẽ được đòi lại. Và cái nguyên nhân chị Hà ra đi vì đâu? Ngay cả gia đình của anh Tuấn cũng không tin anh Tuấn. Gia đình anh Tuấn vẫn nói rằng là phải nghĩ là anh Tuấn phải xô sát, phải đạp té gì đó thì chị Hà mới xuống sông. Chứ làm gì có chuyện mà chị Hà là một người rất là giỏi, đó, tự làm, nói chung là để chất cóp mua nhà, nuôi con ăn học. Thì em hỏi mọi người là bây giờ một chuyến hàng đã dư từ 60 đến 100 triệu mà két sắt chỉ có đúng 13 triệu đủ mua cặp bình. Quý vị thấy lạ không? Nếu như anh Tuấn nói là cặp bình nó hư ấy thì cậu Bảy sẽ là người biết rõ, đúng không? Bởi vì cái bình nó sắp hư, làm sao có chuyện mà cái bình sắp hư? Cái bình sắp hư anh có thể thay lúc khác. Nó sắp hư chứ không phải nó đã hư. Mà anh Tuấn chứng tỏ ở đây là anh Tuấn đã làm mất đi cái cặp bình đó rồi, không có đèn để thắp sáng nữa, nên là mới phải mua cặp bình đó và đã gọi người giao cặp bình trong đêm để anh Tuấn lắp vào cái vị trí đó. Đó, nên là em nói với mọi người rồi, em sẽ tiếp tục để tìm hiểu thông tin và chắc chắn sẽ cung cấp cho tất cả quý vị khán giả những cái nguồn tin quý giá, nóng bỏng nhất. Khi nào có tin mới, em sẽ cập nhật ngay. Nên là rất mong tất cả quý vị và các bạn khi xem video của em, mọi người đừng quên bấm like nha, bấm like video và để lại bình luận tích cực để ủng hộ em, để giúp em có động lực để ra thêm nhiều clip mới, cung cấp cho tất cả quý vị khán giả những thông tin hữu ích để xem, cũng như là mong muốn là vụ việc này sẽ kết thúc và sẽ phải đòi được công bằng. Và anh Tuấn có nhiều điểm nghi vấn, em nói với tất cả mọi người rồi, không bao giờ anh Tuấn dùng con dao chút xíu mà chặt được sợi dây xuồng đứt, mà để mà đứng trên thành xà lan nhảy xuống cái xuồng đó mà bơi ra chỗ chị Hà được. Nếu anh Tuấn muốn lên cái xuồng đó thì bắt buộc phải nhảy xuống nước à, mà nhảy xuống nước thì điện thoại ướt, lấy đâu ra điện thoại, điện thoại gì Năm đó. Nên là em nói mọi người là kiểu gì nó cũng phải lòi ra, kiểu gì nó cũng lại lòi ra cái đuôi à, không bao giờ giấu được.
Bây giờ em nói mọi người dựng hiện trường là lòi ra hết. Rồi video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video này. Em chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả quý vị khán giả, chào mọi người.